MacBook Air M3 nha ha. Sạc mới có 2 lần thôi, cực có 2 chiếc duy nhất à. Phiên bản này là RAM 8 512GB luôn nha. Trời ơi, nó hiếm. 256 đã hiếm rồi, đừng nói chi 512. Lưu trữ cả thế giới cho em Cường. Đó, MacBook Air M3 này mới nhất rồi, chưa có M4 ha. Mua máy mới làm cái gì, cho nó tốn tiền anh chị. Máy Line New dùng lướt sạc 2-3 lần của em Cường đẹp như mới. Mà nghịch nổi cái hàng này nó không có nhiều. Chứ phải nó có nhiều thì em Cường nhập về, em Cường chia cho anh chị. Không có nhiều, 1-2-3 chiếc đó. Giống như bữa em về chiếc M2 á, là full hộp chỉ 3 chiếc à, hết trơn. Bây giờ là M3 chỉ được đúng 2 chiếc. Anh chị nào hiểu được cái giá trị này, tiết kiệm cho anh chị được khoảng 5-6 triệu, anh chị ghé lấy cho em Cường dùng. Máy mới bảo hành 12 tháng thì cái máy Line New này em Cường vẫn sẽ nhận đủ 12 tháng cho anh chị. Mặc dù bảo hành chính hãng nó sẽ không còn đủ nữa, nó chỉ còn khoảng tầm 10-11 tháng thôi. Em Cường vẫn bảo hành đủ 12 tháng cho anh chị. Ngoài ra chính sách có là 30 ngày đầu, lỗi bất kỳ điều gì là em Cường sẽ đổi lại cho anh chị một cái máy khác. Nếu không có máy đổi thì sao? Thì em Cường hoàn đủ tiền cho anh chị, không có lo cái việc đó ha. Từ xưa tới giờ rồi, chính sách bảo hành bên em Cường là nhanh gọn lẹ. Đây anh chị xem nè, phím của em nó còn có độ nhám luôn. Siêu giấy màn hình em Cường chưa có nỡ dùng nữa nè anh chị, thấy không? Tiếc. Đó, mình để lại nó có một cái giá trị là nó giống như máy mới á, nhưng mà tiết kiệm cho anh chị 5-6 triệu bạc, cực ngon luôn. Cái đó là điều quan trọng ha. Đây anh chị xem nè, ngoại hình không một tì vết luôn, anh chị nhìn đi. Táo sáng giới luôn, anh chị thấy không? Nó có khác gì một cái chiếc máy mới đâu anh chị. Đây, cái nút cao su này còn chưa có tì vết nữa là anh chị đủ hiểu rồi. Cái nút cao su mà đặt dưới đít này nè mà chưa tì vết luôn là anh chị biết được cái máy đẹp như thế nào đúng không? Thôi, em Cường sẽ không có bàn về cái đồ đẹp của nó nữa, không cần bàn cãi về chất lượng nó rồi ha. Vẫn là sạc đầy đủ chính hãng 100%, không chính hãng tặng cái máy luôn, không có bán. Ok. Cái thứ hai nữa là anh chị có mà M1, M2 muốn lên đời cứ ra em Cường nhận lại tầm khoảng 85% so với giá bán lẻ hiện tại bây giờ cho anh chị lên đời. À, còn muốn mua thẳng thì có thể là không đưa thẳng cho em Cường, đưa em vài cũ thôi, lấy cái máy về dùng. M2 nó đã mạnh rồi anh chị, mà đừng nói tới cái độ mạnh của M3 nữa ha. Mỏng nhẹ nhưng mà mạnh, đặc biệt màn hình tay thỏ nhìn rất cưng luôn anh chị. Đây, phím thì gõ nãy em nói nó sướng. MacBook Air M2, M3 bây giờ phím gõ cực kỳ sướng. Em Cường đang dùng một chiếc M2 mà nhìn em này là em thèm chảy nước miếng luôn, mà thôi hết tiền rồi, để dành cho quý cô chú anh chị nè. Chưa có MacBook nè thì giúp cái con này cho em Cường nha.